Hi hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ymir Frizz, người đầu tiên có được sức mạnh của Titan. Đây là cái tên có rất nhiều giai thoại liên quan đến mối quan hệ, một người có tầm ảnh hưởng đến sức mạnh của Titan trên thế giới. Đối với người dân Eldian, Ymir là một thiên thần, một vị vua tôn kính mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người trên châu lục. Nhưng đối với người dân Malay thì Ymir là người đã lập khế ước với ác quỷ để nhận được sức mạnh của Titan hủy diệt thế giới. Vậy thực chất cô nàng này là ai? Có ảnh hưởng như thế nào đến nguồn gốc sức mạnh bí ẩn mà những Titan đang sở hữu? Hôm nay mời anh em của Biểu Hình Senpai tìm hiểu bí mật về thủy tổ Ymir, khởi nguồn của sức mạnh Titan. Trước tiên, để có thể hiểu rõ hơn, chúng ta cần phải biết Ymir Frizz là ai, cô có xuất thân và nguồn gốc ra sao. Được miêu tả là một đứa trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc sáng màu dài ngang vai. Sau cuộc tấn công của vua Eldian vào một ngôi làng nhỏ, cô đã bị bắt làm nô lệ, đồng thời bị cắt lưỡi. Và một ngày, Ymir bị kết tội vì đã thả con lợn của nhà vua, và hình phạt cô phải chịu đó là bị người Eldian săn bắt như một con thú ở trong rừng. Trong thân thể đầy thương tích, cô đã tìm thấy một cái cây to bất thường với một cánh cổng dẫn tới vực thẳm nằm ở gốc cây. Ymir bước vào đó và rơi xuống vũng nước. Một sinh vật biển có hình dạng như xương sống đã hợp nhất với cô, đồng thời biến Ymir thành Titan đầu tiên. Với sức mạnh Titan có được, cô đã sử dụng để phục vụ cho vua Frizz, giúp người dân Eldian xây dựng đường xá, khai khẩn đất hoang, đồng thời bắc cầu của những vách đá để gia tăng sự bành trướng, thanh trừng tộc người Malay. Cũng chính vì sự chỉ huy tàn bạo này mà tất cả các tộc khác đều trở nên căm ghét Eldian. Sau cùng, để tưởng tượng cho những công lao mà cô đã cống hiến, vua Frizz đã lấy Ymir làm vợ và sinh ra ba đứa con gái được đặt tên tương ứng với ba bức tường bảo vệ nhân loại khỏi lũ Titan là Sina, Rose và Maria. 13 năm sau khi Ymir có được sức mạnh của Titan, với ngăn chặn một vụ ám sát vua Frizz, cô đã bị đâm xuyên tường bởi một mũi giáo và chết ngay sau đó. Hiểu rõ khả năng cũng như sức mạnh của Titan, vua Frizz đã không chấp nhận việc mất đi sức mạnh đó chỉ vì cô chết, nên đã ra một quyết định tàn bạo ảnh hưởng tới toàn nhân loại sau này là cho ba cô con gái của ông ăn thịt Ymir để thừa kế sức mạnh của người mẹ. Vào những ngày cuối đời, vua Frizz đã ra lệnh cho ba đứa con gái hãy sinh thật nhiều con, tiếp tục duy trì dòng máu của Titan, đồng thời cho con cái ăn tủy của chính mình, cho cháu chắt ăn tủy của cha mẹ, và cứ thế lặp đi lặp lại xuyên suốt mọi thế hệ trong dòng tộc Eldian. Nghi thức này không những giúp cho người Eldian duy trì được sức mạnh Titan mà còn lưu truyền dòng máu của Ymir, khiến cho toàn bộ người Eldian đều có thể biến thành Titan, một sức mạnh mà không bộ tộc người nào có thể so sánh được. Sức mạnh của Ymir được chia thành 9 loại Titan, lần lượt là Titan thủy tổ, Titan chiến trùy, tiến công, quái thú, thiết giáp, hình nữ, ngoại cỡ, ham sắt và Titan ngựa, với những khả năng khác nhau thống trị toàn bộ lục địa và gây ra nỗi khiếp sợ cho các bộ tộc khác. Tiếp theo, khả năng và sức mạnh của thủy tổ Ymir. Như đã nói, cô là Titan đầu tiên cũng như là người duy nhất sở hữu tất cả khả năng và sức mạnh của cả 9 Titan. Những người kế thừa sau này chỉ sở hữu được một trong 9 sức mạnh của cô mà thôi. Vậy nên có thể nói rằng Ymir là Titan mạnh nhất trong số tất cả các Titan tính đến thời điểm hiện tại. Người tiếp cận với sức mạnh gần nhất với cô chính là Eren, khi cậu hiện đang sở hữu sức mạnh của 4 trong 9 Titan và chuẩn bị một cuộc trả thù thế giới. Quay trở lại với sức mạnh của Ymir, mới đầu khi tiếp xúc với sức mạnh Titan thì cô đã dễ dàng kiểm soát và điều khiển được tâm trí trong dạng Titan đó. Khác hẳn với sự điên loạn của Eren khi lần đầu hóa thành Titan, cậu đã rất khó khăn trong việc kiểm soát tâm trí. Sức mạnh của Ymir lớn đến mức có thể hủy diệt cả một quốc gia, đủ để trả thù những kẻ đã phá hủy ngôi làng cũng như bắt cô làm nô lệ. Nhưng cô đã không làm điều đó, vì trong những ngày tháng làm nô lệ, Ymir đã đánh mất ý chí của riêng mình. Không những không trả thù Eldian mà cô còn phục vụ cho vua Frizz để tiêu diệt những đế chế khác. Thậm chí ngay cả khi chết, linh hồn của cô vẫn vâng lời hoàng tộc Eldian, chẳng khác gì một nô lệ không hơn không kém. Đối với việc có được sức mạnh của cả 9 đại Titan cũng như là người đầu tiên sở hữu khả năng này, nên việc cô chết sau 13 năm thức tỉnh có thể đã ảnh hưởng lớn đến những người thừa kế sau này. Cụ thể, nó tạo ra một lời nguyền khiến những người sở hữu một trong 9 sức mạnh Titan chỉ sống được vỏn vẹn 13 năm, và nó được gọi là lời nguyền của Ymir. Đồng thời sau cái chết, linh hồn của cô vẫn tồn tại ở nơi mà tất cả những con đường kết nối với tọa độ. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về nguồn gốc của nơi này. Chúng ta có thể hiểu nôm na, đây là nơi mà cô tạo ra các Titan mỗi khi sức mạnh của Titan được gọi bởi ai đó với không gian và thời gian vô hạn. Hay nói cách khác là năng lực của Titan thủy tổ. Cô cũng là người chịu trách nhiệm cho sự tái sinh lại cơ thể của Zeke sau khi bị nổ tung bởi cây thương sét của Levi. Nó đồng thời cũng lý giải cho khả năng hồi phục lại những bộ phận trên cơ thể sau khi bị chặt đứt của Titan. Theo lời Zeke thì Ymir giống như một đấng sáng tạo, có thể tạo ra bất cứ thứ gì, thậm chí là cả lời nguyền tuyên thệ không chiến tranh.
Khi một người nào đó đến được nơi gọi là tọa độ, thì người ấy đã đạt được năng lực thủy tổ. Tại đây, Ymir sẽ đáp ứng lại yêu cầu được đặt ra bằng tất cả sức mạnh của các Titan mà cô nắm giữ. Có thể nói, Ymir là nguồn gốc sức mạnh của Titan thủy tổ, từ việc điều khiển những người khổng lồ đến việc tạo ra người khổng lồ trên các bức tường, cho cả đến việc thay đổi người thừa kế sức mạnh thủy tổ. Chính vì là nô lệ cho gia tộc Frisk, nên chỉ những người mang dòng máu hoàng tộc mới có thể sử dụng sức mạnh này. Nhưng cuối cùng, cô đã phản lại mệnh lệnh khi Eren cố gắng thuyết phục Ymir rằng cô có ý chí của riêng mình, giải thoát khỏi tư tưởng nô lệ, và cô đã đáp ứng yêu cầu của Eren thay vì Zeke. Tiếp đến, sự thật về các bức tường. Trong phần hồi tưởng của Risa Jaeger, cha Eren, chúng ta có thể thấy vào khoảng 2.000 năm trước, tổ tiên của người Eldian là Ymir Frisk đã lập khế ước với ác ma để nhận được một loại sức mạnh, đó là Titan. Sau khi chết, cô đã phân linh hồn làm 9 Titan, giúp Eldian tiêu diệt đại quốc cổ đại Mere và trở thành kẻ chi phối lục địa, mở ra một thời kỳ hắc ám kéo dài tận 1.700 năm. Tuy nhiên, khi đã tăng trưởng hết mức, cựu cường quốc Mere đã lập kế hoạch tật đổ Eldian từ bên trong, tạo nên cuộc đại chiến gây suy yếu Eldian, được gọi là cuộc đại chiến Titan. Không lâu sau đó, Mere với sức mạnh của 7 Titan chiếm được đã giành thắng lợi, khiến cho vua Frisk phải bỏ trốn, chạy lên đảo Paradis cùng với 2 Titan còn lại, đồng thời cho xây nên 3 bức tường ngăn cách với thế giới. Trên thực tế, đế quốc Eldian đã thống trị thế giới nhờ vào sức mạnh của Titan. Chúng đã cướp đi nhiều chủng tộc cũng như văn hóa trong lịch sử nhân loại. Cũng chính vì sức mạnh bá đạo không đối thủ đó mà các Titan bắt đầu đấu đá với nhau, mở ra một cuộc chiến Titan với 8 đại gia tộc, 6 sức mạnh của 8 đại Titan. Và để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa đó cũng như cứu lấy thế giới, vị vua thứ 145, Khafuris, người kế thừa sức mạnh của Titan thủy tổ, đã bắt tay với gia tộc Tiber, gia tộc thừa kế sức mạnh Titan chiến trùy, để tàn sát 7 gia tộc còn lại, đồng thời đưa người Malay trở thành anh hùng. Vì không muốn xảy ra những cuộc chiến tương tự nên vua Khar đã đưa hầu hết người Eldian lên hòn đảo có tên Paradis, dùng sức mạnh của Titan thủy tổ để tạo ra vô số Titan với kích thước khổng lồ. Nó được xem như là một chiếc khiên bảo vệ hòa bình. Chúng chính là 3 lớp tường được đặt theo tên của 3 người con gái của Ymir, với lớp tường ngoài cùng là Maria, lớp tường giữa là Rose và lớp tường cuối cùng là Sina. Để người kế thừa ông tiếp tục theo đuổi ý chí hòa bình của mình sau khi chết, ông đã lập ra tuyên thệ từ bỏ chiến tranh, tức là chỉ những người thuộc hoàng tộc mới có thể sử dụng sức mạnh của Titan thủy tổ, thứ sức mạnh điều khiển mọi Titan, và chỉ những người thừa kế dòng máu hoàng tộc mới bị ảnh hưởng bởi lời tuyên thệ. Nhờ thế mà tư tưởng của ông được truyền từ đời này sang đời khác. Những người kế thừa Titan thủy tổ không thể giúp người dân trong các bức tường thoát khỏi sự đe dọa của Titan bên ngoài, cũng như không thể sử dụng được năng lực thủy tổ để điều khiển Titan khác. Bởi do vua Khafuris đã dùng năng lực của mình để thay đổi ký ức của tất cả mọi người, nên không ai biết được lịch sử cũng như sự thật về những gì đã diễn ra, nên người dân Eldian trên đảo Paradis chỉ biết rằng nhân loại ngoài bức tường đã chết hết và họ phải chiến đấu với Titan bảo vệ đất nước. Những nghiên cứu về lịch sử hay khoa học công nghệ đều bị cấm, tránh gây thêm những cuộc chiến tranh vô nghĩa, nghe cứ như kiểu One Piece đấy nhỉ. Đồng thời, những người ở trên lục địa hay còn gọi là người Malay thì chỉ biết người dân Eldian mặc định là ác quỷ, họ cách ly và bị phân biệt đối xử. Trong thời kỳ đó, người Malay đã chế tạo ra những loại thuốc biến con người thành Titan, từ khái niệm kế thừa sức mạnh bằng cách ăn tủy của Titan. Họ đã dùng nó để phục vụ cho mục đích chiến tranh, đồng thời trừng trị những kẻ phạm tội. Những con Titan mà người trên đảo Paradis phải chiến đấu thực chất chính là những tội phạm Eldian ở đất liền. Người Malay biến họ thành Titan rồi đưa ra đảo Paradis với mục đích là để thăm dò, cũng như dùng những con Titan đó để tiêu diệt toàn bộ người Eldian. Thế nhưng, nó vô tình tạo ra một hàng rào phòng thủ vững chắc, khiến cho người Malay không thể nào tấn công lên đảo được. Người Malay không có khả năng biến thành Titan, đồng thời cũng lo sợ việc người Eldian sẽ sử dụng sức mạnh của Titan thủy tổ để điều khiển những con Titan khổng lồ nằm trong các bức tường hủy diệt thế giới, nên đã sử dụng những người Eldian còn sót lại như một vũ khí chiến tranh. Ngoài ra, việc biến những người Eldian phạm tội thành những con Titan vô tri, họ còn sử dụng sức mạnh của 7 Titan đang nắm giữ để điều khiển những con Titan vô tri đó. Thêm việc với sự phát triển của công nghệ, những nước khác đã có thể đánh bại được Titan, đe dọa trực tiếp đến đất nước của chính họ, nên người Malay đã cố gắng tấn công vào Paradis để có thể chiếm lấy Titan thủy tổ. Còn việc có thể hay không thì anh em nên xem để biết thêm chi tiết. Ok, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu bí mật về thủy tổ Ymir, khởi nguồn của sức mạnh Titan, dựa trên những thông tin trong manga mà chúng mình tổng hợp được. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tương lai nhé. Tức là B, 20cm, 60 phút. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Peace!